âm lịch buôn sang bình gặp mừng cày cho chọn rau cơm khử bìm rải clear lịch buôn sang bà cà phê từ tây nguyên lắc lịch khnoa làm chiên ngay do âm lịch mầm rằng làm nên màu tu giáp cơ hạt đập rọ cà phê xem rừng cả chập hạt đập rọ này màu lên đúng cày cả tên cầm đi hằng đỏ chắc ru bìm mẹ mừng sạc cà phê sẽ mất rum gặp gầm khử bìm rải clear hay là đần đúng tập rọ ngã chặt rải clear từ tây nguyên loại ngã hạt đập rọ mừng thuần đời bộc lộ span dòng vũ mình đại màu cái trong làng bọc làm vịt đun duyệt nạ bừng bò làm vật cà phê cái nhằm bị đắp làm vật bò cái đất làng rừng cái tật bìm gang ẹp bòm đuổi lăn lẽ nên rừng hành động đắp cỡ nạ bò quẹo nên vật cà phê mực dòng đáy nên nào rừng em ta chăm xe xì cái trần kia vịt nên và lưu hên nên nó vào vịt ý lỗi tiết cái nông plà hạt chăn cà phê sẽ nên thuần mò thuần ai xét tuy lệ cái bình bộ này vật cà phê màu dắp lâu ta lì dùi màu cọ rõ ẻ kri đùm hợp bộ bruy ế đồng găm nâng ngạ nâng nhớ nịch rõ bạc bì liệt cờ bọ cờ gọ sáng cầu mực làm bịt màu nạ này nằm tay xin nâng thôn ni lâu màu bò nà sầu riêng nghi gạo tùm thôn xin nâng cơ màu bò làm vào mà còm còm chính lũ nàm y nọ bảo vết tu tư nâng cầm nịch buồn sang ấm màu chứ có nông xăm tâm nâng bà vật cà phê mồm cầm chính lưỡi hạt trầm nịch mắt na cà phê ngả phun đấm na làm bết mò na cà dầu dùi đắp cần rất chặt đi lẽ nên mầm nâng tu chắc cơ lăn hong hợp bộ rồi hữu cơ vi sinh có lẽ nên vật cà phê rùm gốc cream gang và là riêng các lẽ nên cây chơi lưu làm vật bò đó là cái việc bà con thay đổi được cái nhận thức rất rõ ràng từ cái việc trồng đơn trồng lúc buồn sang lim rau con non men cạ ni kỳ thì mừng bọ con non plà chặt nạc phê làm vả cho nên ở này lúc buồn sang làm bật tiêu bơ bồ ni cỡ na sầu riêng bự là tar prong tal tua lệ cây thọ bu mừng lúc buồn sang bự lim rau vì lỡ tin lúc buồn sang ngày joa yên rau cây giờ được lu snack màu chung tại yên rau cam mừng tức là chả châu Âu cho nên ở này lúc buồn sang lim giả được đã bị cả cộng đồng châu cấm thì bây giờ thì bà con đã chuyển sang là sử dụng máy phát cỏ. Chúng tôi đã hỗ trợ thành lập các cái nhóm FDM. Đây là những cái nhóm mà dịch vụ công trình tâm ni pul ngà brom se si ja rak rui pa nik pla le den kre tam mai tum hem hlum var bo trom blang tu var bo ngồi ngau ke tum tram nik mrau sen hong hat ka bro này ka tang ke krim gang klia sen mai bit phong thar bro krim gang klia ke bon rang hong lu bo sang mo mo pi mrai klia pe ka nang bro pram ji dik ya với người dân là không phá rừng để nhằm đảm bảo những cái hoạt động canh tác bền vững. Clip mô cà phê nốt là xem xích ngay dòa cơ bọc làm rau cà phê mồm rõ lúc bạc rì tố hà nâng hà bọc rùi hòa học bọc dục rì tố hà nâng ẻ kri bọc sạc rì tố bạc bì liệt cơ bọc lệ nâng bọc rì tố hà nâng CO2 cơ bẹt tỷ ngào và bọc cà phê mọ dọc cơ nông rõ bạc bì liệt cơ bọc bì hà nâng cầm dinh mô rùi bè hồng ấy nó đi hên cả hồng tỷ ngào. Để mà thực hành các cái biện pháp về trồng sen, các cái biện pháp các bảo tồn nước, bảo tồn đất, luyện ngã tum hạt trăm nách cờ làm bếp, kềm càng e, kềm càng lăn, ngay do e trồng càng nâng ngã do hành động cái cha, rồi chắc không phải là đỉnh ca, không nặng lưu. Vậy nên tum tam nâng này, mau rồi play loại xịt lệ bị cung làm chiên lệ nên và chỉ cần tum sáng đẹp của bạn luôn rồng lăn. Được thu mua theo cái chuỗi cung ứng. Đi nằm đồng chí, đi nằm và vết cơm được buồn sang ngả lọt mà màu lưỡi ngả rừng cả chập hình mừng bọn công trình phần tài lâu bí lìa bạc lùi cao nâng bìa màu bồng ngả chờ rừng trình tài đường lấy phòng Việt Nam ra này mày mà màu ngả ốc dùm ta tài lệch nâng có dọa mà ra màu màu chắc cơ lạnh là e dọa lệ nâng mà rõ bọa bà chị cả là chảy ngào trúc thì dùm nục lên nè châu Âu có dọa nục lên nè này bước hồi bước lìa cả chập lệ nâng cả chả lưu cây cho chọn dọa rạm nịch xếp bà chị cả nục lên nè này. Tôi lấy cái bì mô cà phê nộ là xem tí tây nguyên. Nếu bốn sang lọc trong lăng bọ plam vật tùm tạ nà bòm căn môi nó chỉ đi xa xì tiêu sầu riêng mắc ca. Phép cơ nghe nó bảo vết hay kẻ dập. Lợn rù cơ vật cà phê đi là ra chắc hên lắc cư dân ẩn tìa mà mô chắc. Cái tù tư mừng cái bì mô nâng lẽ và chờ lùm nâng bà lệ nâng mà rám trất chà ra plam dinh prong nộp. Tích lông rong lạc ở đoạn này lắc rùm đi kìa ra cà phê nộ là xem. Này dưới lăn hạt rạ rù cơ cà phê đi kìa rừng kẻ dập. Trong một vườn thì cái hướng thiết kế của chúng tôi
là có ít nhất là hai loại cây mà cháy trồng cả mà màu trăm tâm nâng là mồi nó chỉ đi trôn bre cầm được buồn sang đầm trúc cây có là bật đăng được buồn sang ngà lọc mà lắc cửa này ca hồi mà bỏ ngà chờ lưu biệt đăng là xếp y tì y nó chỉ đủ mức xin nên y nó bảo vết mừng nạc dầu lại đần cập phê làm và rập làm vết vết nào cửa ít chỉ chặt xăm ta đừng đần lệ ru cửa ai mà bỏ dàn ra là ru cầm được buồn sang rõ ai tiền mà bỏ và rái cái thu nhập ra hơn người nông dân cũng dám đi cái rủi ro. Thì những cái phương pháp, những cái thực hành mà người dân đã thực hiện trong quá trình thực hiện dự án đã góp phần hướng đến sử dụng các thực hành nông nghiệp tốt, ví dụ như rằng là không sử dụng bảo vệ thực vật, không sử dụng lao động trong thâm canh cà phê, và hướng đến những cái hoạt động, những cái biến đổi. Thì đây là những cái hoạt động mà đóng góp rất là ý nghĩa, hướng đến bền vững cho ngành cà phê. Cái bí mô cà phê nó là xem rừng cà chấp tỷ tài nguyên rất cha rừng mừng thuần tuổi bộ năm tốt đã này rùi bế cà chú hiệp bòm lịch buồn sang hòa ngày bế lô hiệp bộ tạc cà phê tỷ bạc cha rừng tạc lạc lâm đồng tạc nông lệ nền gia lai màu ngã dọa. Hạt đập rắc cà phê nó là xem cà rừng cà chấp lâm cây lưỡi ngã cho chuẩn trú thuần tuổi bộ lọc lúc thì mà lúc đấy tôi hình nó là cà phê lâm hạt đập rắc mà làm rõ bẹ cạc bòn tuần gũ lệ nền tùy trị nèm rồ cạc bòn. Mượn nên thay vào cà phê mà làm đi cái giảm ta rừng cái chập rung góp găng cây chặt rạch lìa lại nên găng cây lìm rau dạng ở đây. Âm nữ bốn xa bình gặp công dinh bà lò mà ngạ lộ mà kre thâu con hồn bà rau mà răng bất nên kre bếp cái trập cụ thật kre tâm dị nà dinh lắc lại cho chọn mò lưu kinh lợi ngạ. Y bế bốn thun công dinh bốn xa mà rau bà đùm kra cây tiếp đa tích kinh ngạ lộ mà tài nguyên bà lìm rau là xếp. Hoàn bệnh nền lệ, khán hoa cựu thật kết mừng định buồn sang tụm dưỡng nạp bẹ, tài nguyên, át tục màu dạ bẹo. Mình định là đã rùm gốc cổng chiên, khán hoa cựu thật kết bắt xem dòng ác mừng dưỡng nạ. Bẹ rùm kera buồn sang rau, chặt thật lạc, gốc kê cho chuẩn này không bỏ mìm lìm rau thật bỏ lọc mà rừng gần chập. Lạm nền, phát lương nền tì nền lệ, bỏ cục bình định giá ra bỏ dùm kera ngà lọc mà, buồn sang rau, lôi ngạ hạt rạy ngạ dòa tùm kê mồm tì kinh, tì dưỡng nạ. Cầm đi kia ra tùm tâm nâng hiên an làm đạp bỏ ổ cốp. Hôm nay bên sang đây thì chả thật lạc. Mừng suy nạc phê dinh nọ bảo vệ phôn. Mừng lại chả râm trốt chả ra đạp bỏ ổ cốp lệ nên rùm kia bên sang rau. Nếu bên sang đây đinh hiên làm bỏ ổng kram dinh cà phê dinh nâng tụ. Mừng nên kia hiên ế đê cà phê mồm cộng dinh. Dinh lại kia hiên an tà lấy lâu làm bỏ cà phê mừng lùi đê. Vì mục đích lớn lao của tôi đó là khi thành lập cái công ty này á, chính là xuất khẩu cà phê mang thương hiệu ED cà phê mang ra thế giới. Cái chất lượng của cà phê của mình hiện nay ED cà phê á, nó đã lan rộng ra tất cả mọi nơi. Họ được cà phê đến nâng chặt cà phê nụy đề là rập rong lực nô tin lại đần cực nụy thầu lại đần ngạc cực tồm ở đi thì có một sản phẩm rất là chất lượng có đó có năng ở vì sao vì tôi đã làm với bà con ở đây tôi biết được cái chất lượng cà phê của tôi đã như thế nào thâu nâng tỏa chặt cực phê mừng được buồn sang cầm chinh sức tự ngạc mừng nâng con chinh cà phê con chinh nuôi hư mừng nục ôm cầm chinh và được cấp chứng nhận và được trao được cái bằng khen này cầm thấy một sự rất là nỗ lực. ED cà phê, ý ngào cơ bòm cầm chinh hồi hạt rạ đỏ chắc, tùm gọi xây bì cùm hòn cà đằng bà rùi bà cà phê, màu bòm cà xạ mừng tùm bàn bùi mạc rảy tù gật luôn. Khả xin nên, xếp bà đẹp cà vạ, tùm xa cà phê lâm màu cà rò sập lưu tân. Dì chàng tùm xa cà phê cà chắc màu rò bà nụ cầm càn. Bòm cầm chinh màu ngạ hòn mai mọc mầm rau, cần cà chấp cà lê đỏ chắc cơ cân đằng bà, lâm cà lê bằng hoa. Vậy nên, nâng cà màu tù giáp dọc lê chân ô cô bạm tụ. ED cà phê nó gần như giống như là một cái ED cà phê nên lẽ startup nuôi lạc ai mừng sự chung nụy đề lẽ nên tay cỡ ắt nụy đề mơ và cái thứ hai là tạo được cảm hứng cho giới trẻ toàn toàn lẽ và cái tin tin cập phun lạc ai phía mọi tin được cập phê phun chắc rút không nụy play lẽ nên tiện này ED cà phê tuy ngã lẽ và nên lẽ nên mà làm cho cùng chờ cận tay chẳng tục tiện này phía đi cái khiến em muốn ở đây để cùng nhau phát triển với anh. Tới thời điểm hiện tại thì bên ED cà phê đang làm theo cái hướng cho chính cà phê của ED và cũng như là tôi cho này để cà phê lắc tuy lề làn hạt rạ cơ cà phê mừng nụy đề nên là cần được buồn sang làm buồn sang cầm chinh lề trong nội thủ cơ
dùng phần snack làm kinh làm chính bóng, đó chắc nạch một cảm chính bữa hơi bữa làm hình, may mọc bữa ưu rộng rằng hình, xin nâng cơ để hợp ai kia. Và cách rang của mình nó may móc nó hiện đại, lúc đấy sẽ đem cà phê nó rất là chất lượng và an tâm. Ở đây cà phê, lắc bê gom đi nó chỉ hông stup bơ gọi xe mực bồn sang, lắm bồn sang hông bơ prong ngay mạp lúc ấy tạt cà phê. Clay kết tinh nuôi đề, con chinh clay giật kia cơm nâng kram bằng cà phê. Mực nên, clay hiên bự rùi bự là tạt luôn, luôn nuôi bè rìa chừng lăng, ấm dốc con ông hiệu lăng cà phê chạc hiốt, lọt chừng lăng phân hoa, nằm e cà phê mơ mực bồn sang tài nguyên. Ấm nữ bồn sang họ bình gặp, đâm bồn sang tới tài nguyên. Bước rồi bước rộng ràng trong xe hình, biệt đá luyện bệnh nhân một cây là mừng buồn bỏng rõ hẹ sang cừm lông mừng lưu buồn sang dưới bẹ. Mừng cây nhân ngã cơ sang cừm lông xe mức nộ là bước sang buồn đường rõ lịch. Biệt đá, ọt nì mơ cơ tâm đục mồm nuôi gấp rồi dạp bẹo khó nà cừu đập đường, bìm xem cơ rụp ngắt tì buồn sang tài nguyên. Khá lập buồn mà lúc gọi xây mê đục sang xe măng, sang tàl. Biệt đá amit y pin bình đục dạ bè tuốt bó sang cừm lông dưới nạp bộ. Lâm sang cừm lông, mệt đá lúc gần rập nâng xe xì, chinh chà rạc cơ rập thổ cơ bàn, clay hình mừng dưới nạ. Nhưng mà kể cả các cái gọi là dân tộc Việt Nam mình, tôi rất sưu tầm ở trong máy rất là nhiều. Có lẽ nuôi khắp hiệu cơ xìm tốt cơ rập cụ thật là cơ rập mà dốc con ông nuôi để hiệu. Và cơ lúc dưới nằm cắn, lời hạt rập rõ mừng cổ của Nam nuôi buôn sang chẳng dạ phép cơ rập cụ thật là cơ rập. Có ngập rõm cơ rập cơ rập dạ phép ngăn bạc con chinh hẹn xe hội này. Phải tiết kiệm để làm nên được tất cả những cái công trình như bây giờ. Vì kể phép sang cụm lồn sẽ miệt y pin. Biệt đá, nè hơi giam buôn cồng, lộm cầm dinh sang cụm lồng bộ dinh homestay. Nách bìm prap lâm sang khải lưới, yên hoa hình nụ biệt đá chế kèm hoàng kẻ tiếp nụy đề. Đó, chúng tôi sẽ trải nghiệm như thế này bằng cái thổ cẩm của đồng bào. Xét tuệ rè chứ hôm đầy tệ này, nụ bệnh đi mê lăng ở bần bậc nhằm tạo đoà lệ, cầm chinh được bằng họa lệ cả nó nụy đề. Lễ đần tuệ chẳng mượn lăng mà mồm nuôi tổng chính trạng. Người ta có nhu cầu về văn hóa cùng chiêng chẳng hạn thì chúng tôi cũng có thể phục vụ được. Mlim kra sang cụm lông bê hôm kra hôm stay, âm mô mô lọ cầm bùi ô hôm đi buôn sang tài nguyên. Đà lệ, sang chùm đầy hông nụ là trình lập ác hô hình thả rạc rè, yên nụm nhập nâng cho làm bực sang, rù lắc cân tức buôn sang tài nguyên, yêu bài ngôm tuệ ngôi hệ trình lăng nách kra sang xem, hình đi mừng dưới nạp bộ. Bất hợp lại dịch cơ tư mừng được buồn sang, lấy chân sang tốt bị kịch chắc chả đặc lạc ngạ nập trúc, đình xa nắc cơ trăm lịch ngạ sang xem, dọn cốp hợp lại phèn, khó hà tiếp mừng dưới nà, tê kinh. Mặc nên buồn sang mà rau chả đặc lạc, công trình tư vọng buồn chết đuồn khó hà cổ thật kết tùm dưới nà bé hình ảnh. Phải đưa những cái buôn làng này thành những cái điểm để tất bà tâm buôn sáng này dinh tâm nục một nục con nam đình lăng rụng ra sân nâng cơ tự dạp phép tâm khôn hoa cổ thả các đường mạng đập. Biết con ông bre chân nữ buôn sáng tự tình cỡ lệch sân nạc. Tạm tòa, sư bê ngạ vì lìa prak rụng ra bước sang làng lông cơ kinh nữ buôn sáng dưới bẹ với cầm lại y lăn gần rô sáng hạ sáng ít rào cho lòng cả rụng ra buôn sáng. Xét lên màu lại cho lòng cả sân nâng cơ tuy rụng ra sáng cổ lông. Quy hoạch bài bản thì mới nói đến cái chuyện là làm nhà nó bài bản. Tin tức buôn sang nội buôn sang dưới bẹ này, lý hệ tin buôn sang cùm cây dầu lệch chặt rải, nên nội buôn sang lộm cà hồng nâng khang hình, sẽ xì cơ mè hồng bê tông làm say, tour hồng brick, chùa hồng ngói, mò đá tôn, phim cà sang rừng cây chập hình, bẹ đá âm mồm ngã lụt ốc khôn hoa sang cùm đường, brock cầm đi cây chân sang tước, âm mồm nhóc con ông không chim cầm lim rau cả tang cây chập, ít bắt xem cơ buôn sang ngã lò mà. Lợn rùm công trình tương vật buồn, chết đuông khu nạp cổ đường. Trong đoạn này, hình nó xa dọc lại chân mô tổ băng cơ sàng tốt tích trả tạc lạc, màu sát tố đoạp lúc băng làm mê nó sát tố hì mà bật tỏa xa. Làm cây rùm cả bình xàm rau, hình nó cơ rùm cả rùi bực sàng làng lông, xuân nên tương trả tài nguyên làm đinh kriệp cho khu nạp phê nệ bật xàm bằng buồn sàng tương dưới nà. Làm nên màu tương kèm ạc đường. Mình sẽ xì hồi em ác hồ hình thả rạc rèn tùm dưới nà màu tùm kinh tự tài nguyên cộng dình gặp thôn. Mừng hồi em ác, lúc nguồn hạc rù thả rạc rèn bắt xem mừng được bồn sang dưới bia mồm cộng dình gặp vết.
claim ác mô tung kinh bìm gốc còm chinh hông klai hực ác dọ gốc hông khôn hòa hà tiếp thả rực rè rùm gốc rùm kra bột xàm rau lươi hạt rạm rộm răng địa ta chết đùm kinh đập kru thả rực rè bật xàm đùm ông bà dọc cơ đồng kram đi klai hạt tiếp ta cầm được bọn sang mừng bọc kỳ đẹp cho đìm là ra tung klaim ác đùm lôi chinh klai tù dùm còm chinh nục là hầu hùm thả rực rè cầm được bọn sang rụng đi ai tia kinh thức ăn nên rõ mát cơm tìm núi nhưng tìm vào cõi say làm rõ kìa phép kết đập đồ thả cách đưa mê lâu làm rõ rụng cả bệnh sàng rau khi ngọc cỡ nên tìm kèm ác lõng trấp mình chả mực bồn sàng bị lồng loài ngạ tụ chìng tìm kèm trật mình chả mừng cả đừng rõ sàng chữ e. Việc xây dựng buôn văn hóa cộng đồng kết hợp với du lịch cộng đồng, việc quảng bá các nét đẹp văn hóa là để là thu hút du lịch. Bra hình ta đun khoa kru thả kre, bia yêu bà cơ và truyền thiên. Lạc lần cơ, màu yêu bà tâm nuôi hề rụng kram bất hồng bồn prong, công chim cơ bà truyền thiên, hầu hình thả kre mừng bồn prong. Lẽ nên bà nị cự, kia hâm lìm rau bà tùm kra, mà em tọa nít bà mạ truyền thiên, ngạ bà tùm kra nói lâu, kia hâm xì rập bà mạ, đi nó bà vết cơm được buồn sáng tâm hiện à. Để tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân các dân tộc. Những người hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa truyền thống có cơ hội tìm chồm nuôi mà bỏ làm bỏ khâu hình thả kre tìm cỡ màu cư hình đa lệ nên bác lệ hạt tức nâng tạo bởi chặt hình mà người nó bảo vệ đi màu ngã bỏ bổ khắp bất thông khó nạ cử thả kre bệnh nâng cảm đi lệ tỏa bằng bữ tù chặt hình cơ bỏ ngã lọt mà bệnh nâng cảm đi lệ tỏa bằng bữ tù tư hình ngã lọt mà lệ nâng tu tin cơ bộ kể đẹp cho tùm cân rạp cổ thả kết đường lâu. Tùm tâm nâng hầu hình mồm công trình dọm nách dọ hạt ra công trình tùm bồn sang thả kết chương thiên vật bồn. Này dứt lại tu tin bèm đi kia ra bộ chương thiên sẽ mơ tất ba bộ chương thiên chìm nè dinh thả bộ nổi lâu. Màu ấy nó bảo vệ đi làm bộ tùm kra. Lại chương thiên vật bồn lạc màu cơ nâng bộ hầu hình chất cơ tăng lại nâng chương thiên trả ra tạc lạc cơ xìm lăng. Lại bì mô chương thiên tu tin làm vương tệ nắp, có do làm trà làm màu pháp lưu tục bánh dưỡng nạ dòng ở đây hạ tiệm đà. Ở mà do con nông đi kia ra truyền thiên, cơ rừng kết dắp, vì bọn mình buồn sang đi kia ra truyền thiên vật buồn, mà làm công trình kèm trà ra kể bèo, công trình lại nên đi mà là kết dắp cổ thả ra kể, làm tâm bó cổ sang đùm đùm, dì chàng màu sắc lại mình. Đốc sang cổ rừng lông, xin nên ạ đốc thổ cổ bánh, ạ đốc trình trà, lại nên nộp làm công trình kèm ác nằm hoa buồn sang. Họ phải tạo ra những sản phẩm truyền thống để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng. Đó là một điều đáng mừng. Vì bây giờ cứ lấy khắp trăng mừng tuê. Nên chứ, lấy mạc đi, cứ dọa tạc lạc nền lệ kinh lăn hầu hình thật kre, lấy khăn đùm. Lẽ nên tùm khu nà cừm cằn, bị nộp cằn ở mỏ mỏ. Cứ dọa nên tuê hệ truyền thình hệ tệ này tùy tuê hà lưu sạc. Tương đi bôn sang lạc dạp bèo tương tạc lầy lạch nên lẽ nên định là việc yêu bà tuệ người hệ truyền thịt để phát huy trong cái việc là thu hút khách du lịch. Đi kia ra bọa truyền thịt hầu hình thả ra kết vật buồn bất hồng tương hạt ra bọa truyền lập ác khăn bòm cộng trình nước bôn sang dưới bẹ bước rồi bước đi kẻ thâu bọa mạng chẳng kể bèo định là tương khôn hạ cử rồi bật xem đưa mừng dưới nạp bộ. Hạt rạp rõm con chinh bồn sàm rau dễ đuông cất rạp cổ thả kre mong được bồn sàng bị tụ ưu lợi ngạ. Có dạ nên, lúc bồn sàng tây nguyên dừng lẽ ăn ốc hưu trên thiên chậm áp hong tuê làm là chà lệ nên là chà tại kỳ ngào. Bên mò hẹ, bà rụm bò tụ tình rụm cả bồn sàm rộm xa rội này. Đừng chà tây nguyên, ngào cơ đình lăng rụm cả bồn sàm rộm răng bước sang lần clung mò rụm cả. Nốt làm ta đo xem, xin anh lộm đinh cộng chìm nuôi. Còn hòa hà tiếp dễ đùm, còn hòa cừu thả kết đường mì lâu. Tịnh ân, đùm kết rập cừu bắt xem, mừng tùm dễ nà màu dạ bèo bìm lạ. Đù rụm kra bực sáng lạ buồn, tích kinh lăn, bạc lẻ hà tiếp mrau cơm nữ buồn sáng.